Mom, remember I got the different one, then I brought this one. À. I know I like this toy. Con khoe cô chú coi. Cô chú ơi, hôm nay con có đồ chơi mới. This is white cloud. Hả? Mom, I love the white because I see the floor. À, con thích cái đó hả? Mom, it's golden. Hả? It's golden color. À, cái màu này nó có bảy cái màu đó, đâu phải màu golden. No, nó đâu phải màu vàng, cái này là màu. No, it's golden. Nhưng mà cái màu đó đâu phải màu. Mom, I see the sparkles. Thôi mày coi coi. No, màu golden đâu, có bảy không mà màu này màu clear. No, I love clear. Thì mình phải gọi là clear chứ sao mình gọi màu golden. No, màu này màu gì? Red shine. Còn cái bánh nó màu gì? Silver. Chứ bánh màu gì? Purple. Màu ống nhìn xíu thì màu. Trời ơi, đừng có bắn vô mắt con nha. Con bắn vô mắt con á. Thấy không? I touch him a little bit. Con chụp được nó ha. Hồi nãy con đi đâu nói mẹ nghe coi. Hồi sáng giờ bây giờ I need to the car park. Bây giờ con kể cho cô chú từ sáng giờ con được đi đâu. Sáng là ba chở con đi đâu? Mommy, how do we put this? Sáng là ba chở con đi đâu? Mom, I did it. Kể cho cô chú nghe hôm ngày hôm nay của chay như thế nào nè. Mommy. Đừng nha, coi chừng nha. Mommy, look at him. Mommy, this is funny. Không có mẹ hả? I guess we gotta take an Instagram, make an Instagram. No. Dad, you want to sit with us? Yeah, absolutely. I'll sit right now. Are you okay? Somebody left this on the ground. No, it rolled away. Trời ơi, ba nó vừa đụng cái cạnh bàn. Cái nó hỏi, are you okay? Là ba có sao không ba? Được rồi. No, he hit that. À, ba đụng cạnh bàn đó. Đúng không? Dad, cái mặn cầm dad, đi. Dad, we tend to be a people on your finger. Hi. 3, 2, 1. Oh, mẹ làm hư rồi, mẹ không biết chơi. Mommy. Sorry nha. Other way, Jay. Oh, there you go. Now launch it. Oh, hello. Mommy, he's a boy, so JD, JD, I'm showing your big forehead, JD. So, JD, can you tell Mommy about your adventures today? She would like to know more about what you did. I asked her, but she didn't say anything. JD, you got to share with your mommy what you did today. Con phải kể cho mẹ nghe. Blood. Ừ, oh, máu quá hả? Ghê quá, thôi đừng có làm vậy, ghê quá. Oh, zombie. Thôi đừng có làm vậy, ghê quá. JD, stop. Okay, JD. Where's your glasses, JD? Put it on. Oh. Mommy, watch your glasses. Mommy, watch your glasses. Mommy, watch your glasses. So, Mommy, you know what we didn't do today? We did not stop and get ice cream, right? We just had dinner. Okay, so Jen gonna come at like 8 or 9 tomorrow. Oh, it's too tired. So we're gonna do is like move everything out. First, 8 or 9 in the morning. Mm-hmm. We'll take everything off the walls. But yeah. What's this? I did it. I think they're gonna do it. I don't know. Well, if we do it, it's gonna be faster. Take all the picture and so clock. So we're gonna put these two cheap couches. We're gonna sandwich them right in the middle. And put everything on top of them and then move that stuff off the wall. Yeah, start doing it now. Okay. Ngày mai là có mấy chú kia tới sơn nhà mình lại đó con. Sơn lại cho cái màu mà hồi bữa mình chọn á, nhớ không? Em ra chỗ á? Không, sơn nguyên cái nhà lại hết luôn. Tại vì bây giờ chay lớn rồi, chay không có còn dễ nhà nữa. Nên là mẹ nghĩ là đã tới lúc mình phải sơn cái nhà mình lại cho mới. Mommy draw. À, đó, nên là mình sẽ sơn cái nhà lại. Con nhớ con chọn cái phòng của con màu gì không? Rainbow. Rainbow gì? Gì rainbow phòng? Mommy, I want my phòng rainbow. Oh, you want your phòng rainbow hả? Yeah. Trời ơi, Mommy, I want my phòng rainbow.
Vừa nói tiếng Việt rồi nói tiếng Anh là ai hiểu. Còn hồi bữa mẹ điền cho con cái tờ mà để coi nhập học á, rồi cái trong tờ giấy đó hỏi là con tên gì thì con nói là con tên gì? Chơi gì? Nè ba tạo effect nè. It's our own Snapchat filter. Yeah, ba tạo effect nè. It gets into my nose. Uh-huh. Whoa, that's a lot of effects. Đẹp á. It's really. Whoa, that's pretty. I wanted to get. Không, và bây giờ nè, mẹ hỏi con nè, chết rồi ba làm gì hư cái máy tính của mẹ rồi, baby. Look at my MacBook. Gotta use the. Đây nè, hôm qua cái tờ mà mẹ điền ở trong một cái tờ mà application á, người ta hỏi là họ và tên của con đọc là họ và tên của con là gì? Lớn lên. Con đã tới đủ cái tuổi á để biết cái tên của con là gì rồi, bây giờ tên họ của con là gì? Bây giờ nói không? Tên họ của con là gì? Nói cho cô chú nghe coi. Tên là Sabalu. No, tên là Jay. Jay gì? Họ con là gì? Last name là gì? Vanderbilt. Last name lại đây nè Jay. Last name lại nè. Last name của Jay nè. Hả? Last name cái đó là gì Jay? Đây mình lập cho. Đâu? Vanderbilt. Ok. Ngồi xuống. Rồi bây giờ nếu mà con nói cho cô chú nghe coi. Con tên gì? Chị. Họ là gì? Sky. Hơn. Họ no Sky á là middle name, là tên cái tên giữa, tên lót. Còn cái họ là họ gì? Họ là họ gì? Nói cho mẹ nghe mẹ đưa. Jade Skyhorn. Rồi ba tên gì? Ba tên gì? Frank. Cái gì? Frank. Dwayne. Yeah, ba tên gì? I want more bubbles. Ba tên gì? I'll give you more bubbles if you say my name correctly. Yeah, ba tên gì? Dwayne Skyhorn. Dwayne Skyhorn. Còn mẹ tên gì? Dwayne. Mẹ tên gì? Yoda. Thôi mày nghỉ chơi chay luôn, chay không biết tên mẹ. Call mommy Yoda. No, yo. Mẹ tên gì? Mẹ tên là gì? Ruby. Thôi nghỉ chơi đi. Hey, Daddy, she doesn't say my name. Say your name? No. Then no. Mommy, look. Say no. Mom, look. No, she say it better than Daddy. Mom, no. Mom, look at this. Okay. Daddy, look at this. Mẹ tên gì? Mom, look at this. Katie, you say mommy's name better than Daddy does. Mẹ tên gì? No. Tên gì mà Kaka hả? What did she say? Kaka? That's not nice. Mẹ tên là Vincent. Say Vincent, Bali. Mẹ tên là Bali. Say Vincent and Bali. Daddy, now you're winning. Oh, see, ba làm hư cái máy tính mẹ nữa rồi. No. Mẹ tên gì? I want to put everything. Maybe hey, nó nghe nè. No, I will go somewhere else to play. Nhưng mà cũng uống sữa không? Yeah, I want to go. Uống sữa màu hồng không? So I can work. Uống sữa màu hồng không? Mom, can you? Rồi giờ phụ ba kéo bàn coi. Thương mẹ không? I love you, Jay đi. Nó đang phụ ba nó đó cô chú. Tại vì ngày mai là sẽ bắt đầu sơn lại nhà. Nhà sẽ màu khác cô chú coi nè. Đã tới lúc là phải sơn lại nhà cửa rồi cô chú ơi. Không thể nào mà cứ như vậy hoài được. Nhìn nó ấy quá rồi. Rồi đây nữa nè, thấy không? Rồi từ từ cô chú sẽ thấy căn nhà này sẽ được Jay và mẹ ba Jay làm lại. Cái làm đầu tiên thôi. Đừng có bật mí này cho này của Jay, mà bật mí này chi để qua kênh Jay Ngọc đi. Ê làm gì? What did she do? Bữa giờ không có, bây giờ bắt cửa đây mẹ coi. Để qua kênh của Ngọc đi, rồi cái Ngọc sẽ nói với các bạn là Ngọc sẽ làm gì đối với ngôi nhà này. Tại vì tất cả những thứ trong cái ngôi nhà này là nó là cũ hết rồi cô chú ơi. Nên là phải tới thời kỳ rồi. They'll have to do like the centerpiece last, because we're gonna have to move everything like this one centerpiece. No one, okay.
I think we should put the shoe rack between here and the fish tank. Yeah. Chạy đi. Tự nhiên mày lại mày quay con đâu chạy. Chạy ai đây chạy? Ai hả? Ai hả? That's you and mommy. That's you and mommy? You and mommy. I need to see daddy and I. Đâu phải, cái đó đâu phải ba. Cái đó là một người khác. You gotta say ba, not daddy. Ba. No, it's not ba, it's another person. It's a mailman. It's a mailman. Mommy, it's the same. It's a what? It's the same. It's the same sao? À, nhìn giống á hả? Không phải, bởi vì mẹ với lại một cái chú kia, cái chú đưa thư á. Cái chú đưa thư thường thường tới nhà á con. Mẹ với chú á. This is daddy and the mailman. Mommy and the mailman. That's me, you know me. Phải không? Có đó phải ba không? Mà là chú mèo, chú đều đưa thư. Không phải đâu. No, yeah, I see his face. Con thấy mặt ba hả? Yeah. Hay gì? It's clearly a face. Ủa được, cái này là gì? Give Jay that. Cái đó là gì? Ồ, cái đó là của con á. That's your accomplishment. It's not too heavy. Ờ, không có quá nặng á con ha. Hơi nặng thôi, bây giờ con hung cái đó một cái cho mẹ coi coi. Đúng rồi, cái đó. Cái đó là cái silver button của con á. Cái đó. I think we need to do something with that one. It's gonna go underneath this once we move. Oh, okay. I just gotta move all the stuff back here. Sao? Thôi, đừng. Trời ơi, làm cái đó, cái đó là làm nhà trọ có lý á. Đây nè, bây giờ ok, con chọn màu nào? Con cho nói cho cô chú nghe coi con chọn nhà này màu nào. Ok. Heather. I think that's too old. It's all wet underneath the couch, just throw it on. Yeah, but... No, just leave it until all of them done painting. Yeah. Mom, I want this. Can you pick up your scissors, Jade? What scissors? Cái thảm á, Ngọc không hiểu vì sao á nha. Mà có rất là nhiều nhà ở Mỹ đồ này kia rõ nha. Người Mỹ á, cái nhà mà Ngọc vô á hả, cái thảm này là người ta để chắc cũng mười mấy năm có luôn á. Mà Ngọc thì Ngọc lại thấy cảm thấy cái thảm đó là cái mà dơ nhất á. Biết làm sao không? Tại vì mình ra vô mình đạp lên rồi mình mới vô nhà. Trời ơi, nên cái thảm nó dơ dữ lắm. Nên là Ngọc là lâu lâu là Ngọc phải than lần, chứ không có để được hoài. Cái này là cũng được cả năm rồi đó, thảm này cũng được cả năm rồi, thảm này đó. Mua cái thảm năm thì cũng tới thời kỳ phải thay được rồi. Ok, với lại cái thảm ở trong nhà nhiều biết làm gì cũng hôi nhà. À, là con chọn cái nhà này màu này hả? Cô chú thấy anh chị chọn màu này đẹp không cô chú? Giống cái màu như cái màu xanh lá mạ. À, cái chiếc váy thần kỳ của nó đang đeo. Chiếc váy đó phải chiếc váy thần kỳ không? Rồi con cắt vậy, còn hư váy sao? Go. Can you go behind her back, please? Mommy don't cut. À, không có cắt được hả con? Cái kéo là cái kéo chơi vui vui chứ đâu phải kéo cắt đồ. Kéo cắt đồ là con sẽ bị thương á. Mom, how you cut dresses like makeup? Ồ, con muốn cắt giấy, cắt đồ. Nói nghe nè, hồi nãy á hả, ở trường con làm cái gì mà con vô ngôi sao, ngôi đồ đẹp dữ hả? Con có thích cái trường đó không con? Con có thích đi tới cái lớp gymnastics không? Rồi, ok. Gymnastics every day. Thôi bây giờ mẹ sẽ phụ ba để làm mấy cái này. Trời ơi, con có tóc đó nè, con đang đúng là đầu bù tóc rối luôn nè. Bây giờ hả, mẹ sẽ phụ ba làm. Bây giờ mẹ kết thúc video clip tay chay tại đây nha. Nha. Trời ơi. À, nó nói là mẹ chỉ cần ngồi đó quay thôi, còn con để con giúp cho ba. Nãy giờ đâu thấy nó giúp gì đâu, đứng nó chơi không à. Nó là cô bé làm biếng mà nó nói để nó giúp ba nó. Cô chú ơi, à, trong vòng cỡ chừng ngày mai rồi ngày mốt. Mommy, don't call them these. Rồi chắc tới bữa kia nữa là sẽ không biết không có viết sẽ vắng cái video clip của chay 2-3 ngày á cô chú. Tại vì á hả có công chuyện chút nên là cô chú coi xong cái video clip này là sẽ vắng cái video clip của chay 2-3 ngày nha. Cô chú thông cảm nha. Bây giờ thì cảm ơn cô chú rất là nhiều đã xem cái video clip này. Hy vọng là Mommy, don't put my paper. Hả? À, cái đó không được luôn hả con? Thì để mai mốt mẹ, hồi mẹ không dám mua cho con đâu, còn nhỏ mày chưa dám mua kéo cho con đâu. Nó cắt không đứt con. Rồi bây giờ hả,
Ôi, xem biết luôn nè. Biết luôn nè. Để mẹ thử coi, để mẹ thử coi. Khoan, chờ chút. That is great. Yeah. Thì mẹ thử nha, để mẹ thử nha, để mẹ thử coi cái này. Chay. It's actually work. You yeah. just con chỉ cần cầm cái kéo một cách vững vàng là nó work. That means you can cut yourself if you're not careful. Yeah, đây nè, cầm cái tay phải, cầm cái kéo tay phải. Thứ nhất mình phải xỏ ngón tay mình vô. Xỏ cái ngón tay giữa với ngón tay cái vô. When we rip the paper. Ừ. Con xỏ ngón tay giữa với Mom, ngón tay cái vô nè. Rồi, xỏ ngón tay giữa vô, ngón giữa đâu? Maybe ngón giữa nè, rồi ngón cái nè. Rồi, bắt đầu cắt đi. Rồi, cắt. You did it, JD. Đúng rồi, cái đó là cách cầm kéo của mình đó con. Oh. Lần đầu tiên trong đời chơi cắt, chơi cầm kéo cắt đồ ta ơi. Hay quá, đúng rồi, cái đó là cái cầm kéo cắt đó. Cầm cho thẳng lên, cầm cho thẳng lên. Con cầm cho dứt vững chắc. Thứ nhất á, cắt cái kéo á, một cái tay này mình phải cầm cho vững. Cái tay này phải cầm cho strong. Ok, rồi bắt đầu cắt. Nó mới ra. Đúng rồi, cắt vô. Good job, Katie. Rồi thôi, để mày chào chào tạm biệt cô chú rồi mày chỉ chay nha. Ô, được rồi, được rồi. Giỏi. Ui, cha ta cắt được rồi cô chú. Record nữa hả? Rồi nó kêu quay cho cô chú coi đi, coi nó cắt được đời không? Keep recording, nó kêu mình vậy đó. Hả? Rồi giờ bây giờ là ta nói là từ bây giờ là nguyên cái đống giấy này nó lôi ra nó cắt hết. Okay, thank you. Trời ơi trời. Ok. Ok, bye bye cô chú nha. Thôi được dừng, don't know not yet gì nữa, đi phụ ba nè.